Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật Giáng sinh và hôm nay ngày 28 tháng 12, Giáo hội kính nhớ các thánh anh hài tử đạo. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông Giuse, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy." Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herodê băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: "Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bấy giờ vua Herodê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah đã nói: "Ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rên rỉ, tiếng bà Ra-ghen khóc thương con mình mà không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm qua chúng ta ôn lại lời Chúa. Ngày 27 tháng 12, Giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Tông Đồ, người môn đệ Chúa yêu. Trong bài tin mừng thuật lại biến cố, bà Maria Magdala đi ra mộ từ sáng sớm và thấy ngôi mộ trống, bà ấy liền chạy về báo tin cho ông Phêrô và các tông đồ. Và khi nghe được cái điều đó thì là ông Gioan và ông Phêrô liền chạy ra mộ như ông Gioan, chạy nhanh hơn. Và khi ra tới mộ, ông thấy tất cả các băng vải cũng như là khăn che đầu xếp gọn ra một bên. Ông đã nhìn thấy những điều đó và ông đã tin. Qua cái hình ảnh này cho thấy rằng là ông Simon Phêrô và cách riêng là ông Gioan Tông Đồ là những người sống rất gần gũi với Chúa Giêsu, biết Chúa Giêsu nói cái gì, biết Chúa Giêsu thường làm cái gì. Và với sự gần gũi ấy thì chứng kiến ngôi mộ trống, ông Gioan đã thấy và đã tin. Xin cho tất cả chúng ta cũng học nơi ông Gioan Tông Đồ, gần gũi với Chúa Giêsu để nghe được tiếng Chúa và được biết những việc Chúa làm. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay, mừng lễ các thánh anh hài tử đạo. Chúng ta thấy là ngay sau đại lễ Giáng sinh thì Giáo hội mừng lễ Thánh Stephano vị tử đạo tiên khởi, rồi Thánh Gioan Tông Đồ, người môn đệ Chúa yêu, và hôm nay lại tới các thánh anh hài, tức là những trẻ nhỏ bị Herodê giết. Bị vua Herodê giết trong biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông Giuse, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy." Sắp tìm giết hài nhi đấy. Chúng ta biết rằng khi thấy các ngôi sao lạ thì các vua phương Đông mới tiến đến Jerusalem rồi vào hỏi vua Herodê rằng là: "Vua, người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện ở phương Đông và chúng tôi muốn đến để triều bái người." Nghe được cái lời này thì vua Herodê bối rối và kinh thành Jerusalem rung động. Vua Herodê liền triệu tập tất cả các kỳ mục trong dân lại và dò hỏi xem là Kinh Thánh nói gì về một cái vị vua này, và họ trả lời là ở Bethlehem. Thế thì chúng ta biết rằng vua Herodê rất là cáo già, mới nói với ba vua rằng là các khanh cứ đi đến để mà triều bái đi, rồi khi biết hài nhi ở đâu thì về báo tin cho trẫm để mà trẫm cũng đến để triều bái người. Báo tin là báo tin để cho trẫm gọi là tìm cách để giết hài nhi thôi. Thế thì khi ba vua đến thờ lạy hài nhi Giêsu xong thì được báo mộng là đừng có trở về gặp vua Herodê nữa, bởi vì ông Herodê này đó là ông rất là tàn độc, ông ta không muốn ai mà xoán ngôi vua của mình cả. Thế thì ba vua mới đi đường khác mà trở về, và khi biết rằng ba vua này đã không quay trở lại gặp mình đó, thì ông Herodê mới đùng đùng nổi giận và ra cái chiếu chỉ giết tất cả những đứa trẻ tính từ thời khắc mà ngôi sao lạ xuất hiện, tức là 2 năm trở lại. Chúng ta thấy đây là một cái vị vua hết sức là gian ác. Chúng ta biết đây là vị vua Herodê cha. Rồi khi Đức Giêsu đi rao giảng này, Đức Giêsu bị bắt trao nộp cho tổng trấn Phi-la-tô và người ta cũng giải đến vua Herodê, thì đấy là vua Herodê con. Chúng ta biết rằng ông vua Herodê cha này ra chiếu chỉ giết tất cả những cái đứa trẻ từ 2 tuổi đổ xuống. Vì thế mà chúng ta có thánh anh hài ngày hôm nay. Thế nhưng ngay sau đó thì vua Herodê này băng hà,
Ông ấy chết, chết cũng rất là tang thương đấy. Sau khi ông ta chết rồi thì sứ thần lại hiện ra báo mộng cho thánh cả Giuse là đem hài nhi về, vì cái kẻ mà tìm cách giết hài nhi đã chết rồi. Thì lúc đấy là ông Giuse cũng lại tiếp tục vâng lời sứ thần và đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trở về Nazareth, sống ẩn dật ở Nazareth. Này ông Giuse, giải đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi. Tức là Chúa biết rõ cái ý định của lòng người của vua Herode. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Chúng ta thấy rằng là liên lụy với Chúa là liên lụy với những rắc rối, với những cái khó khăn. Các thánh anh hài ngày hôm nay cũng chỉ vì liên lụy với hài nhi Giêsu mà phải chết. Chúa Giêsu cũng đã từng nói phúc cho anh em khi vì thầy mà bị vu khống rồi đủ điều xấu xa, phúc cho anh em khi bị bách hại vì sống công chính. Thế thì giữa đêm thánh cả Giuse lại dậy đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Thế thì qua cái hình ảnh này cũng là một cái hình ảnh cho chúng ta ghi nhớ, đi theo Chúa không có nghĩa là không gặp những cái khó khăn đâu. Chúa không hứa là gìn giữ chúng ta khỏi mọi khó khăn. Chúa Giêsu cũng đã từng cầu nguyện là con không xin Cha cất họ khỏi thế gian mà, nhưng chỉ xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thánh cả Giuse và mẹ Maria cất tiếng xin vâng đón Chúa Giêsu vào nhà thì cũng là bắt đầu những cái rắc rối. Thế thì chúng ta thì cũng vậy. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là Đức Giáo Hoàng Francisco là một giáo hội mà sẵn sàng bước ra khỏi căn nhà của mình, đi ra ngoài xã hội, sẵn sàng là chịu thương tích, chịu tai nạn. Có thể có thương tích, có thể có tai nạn, nhưng mà như thế còn hơn là một giáo hội mà cứ rú rú trong nhà, an toàn trong nhà. Thánh cả Giuse và mẹ Maria đón nhận Chúa Giêsu là bước ra ngoài thế giới này và bắt đầu như những cái khó khăn rắc rối từ khi sinh con và bây giờ là trốn sang Ai Cập. Ông Giuse ở Ai Cập cho đến khi vua Herode băng hà, những người tìm cách giết Chúa Giêsu đều đã chết, băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Các ngôn sứ cũng đã báo tin rằng là đấng cứu thế sẽ từ Ai Cập và sẽ bước ra khỏi Ai Cập. Và chúng ta cũng lại nhớ lại cái hình ảnh mà dân Do Thái được cứu thoát khỏi Ai Cập do Mô-xê, và Thiên Chúa cũng sẽ cứu thoát dân người khỏi tội lỗi nhờ Đức Giê-xu. Bây giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì dùng đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận. Chúng ta thấy thà giết lầm còn hơn là bỏ sót. Giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem cũng như là vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cắt kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói ở Rama: vẳng nghe tiếng khóc than rên rỉ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Thế thì các thánh anh hài đã phải chết là vì liên lụy đến cái thời khắc sinh ra của hài nhi Giê-xu. Thế nhưng cũng chính sự liên lụy này biến các ngài trở thành các thánh anh hài. Thế thì đây cũng là một gợi ý cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta muốn theo Chúa Giêsu thì phải sẵn sàng chịu liên lụy đau khổ. Nếu chúng ta muốn phục vụ Chúa, nếu chúng ta muốn làm môn đệ của Chúa, nếu chúng ta muốn theo Chúa Giêsu thì phải sẵn sàng chịu hệ lụy đau khổ và thậm chí là cả cái chết. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta cứ ở nhà, nếu chúng ta sợ đụng chạm tới người này người khác, nếu chúng ta chỉ muốn sống yên ổn thì đấy là cuộc sống của thế gian. Còn đi theo Chúa thì chúng ta phải sẵn sàng sống công chính, sống lời của Chúa, sống luật của Chúa, và cũng không ngại những cái va chạm đối với xã hội. Nói thẳng rằng đối với xã hội của chúng ta ngày hôm nay, thế việc chúng ta đi theo Chúa và chúng ta sống đạo thì thế gian cũng không có thích, không có ưa, không có chấp nhận. Thế thì chúng ta, chính bởi vì thế gian không ưa, không chấp nhận chúng ta, thì đấy cũng là cái dấu chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta thuộc về Chúa chứ không thuộc về thế gian. Xin cho chúng ta đừng ngại. Kính thưa cộng đoàn, con xin được chia sẻ về cái bếp cơm ở Campuchia. Thật sự thì không chỉ là có những cái khó khăn về tiền bạc,
Không chỉ là thế, thật sự thì tiền bạc rồi Chúa cũng có cách cho Chúa liệu thôi. Nhưng mà cái khó khăn tiếp theo là khó khăn về lòng người. Ai là người phục vụ? Ai là người sẵn sàng dấn thân? Rồi tiếp theo nữa là khó khăn mà vì chính quyền, vì xã hội, vì những người người ta không chấp nhận chúng ta. Thế thì với tất cả những cái khó khăn đó thì cũng lại là bằng chứng là chúng ta đang phục vụ Chúa. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh anh hài tử đạo vì liên lụy với hài nhi Giê-xu mà các ngài đã phải chết. Nhưng cái chết của ngài biến các ngài trở thành các thánh. Thì chúng ta cũng xác tín một điều, nếu muốn phục vụ Chúa Giê-xu thì chúng ta phải liên lụy với những khó khăn. Và cũng chính những cái khó khăn khi liên lụy với Chúa Giê-xu biến chúng ta trở nên thánh. Nếu là môn đệ của Chúa Giê-xu mà lại không hệ lụy những cái khó khăn thì đấy không phải là Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa Giê-xu của chúng ta là Chúa Giê-xu của thập giá, của đau khổ, của cái chết. Nếu chúng ta đi theo Chúa mà phải chịu đau khổ thì đó là đúng đường. Và chính cái đau khổ ấy sẽ giúp cho chúng ta nên thánh mỗi ngày. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em.